Giữa Bảo Thị Phi, MC Vân Hugo bất ngờ tiết lộ chuyện làm từ thiện của Trấn Thành. Những chia sẻ của MC Vân Hugo mới đây đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là giữa Tâm Bảo Thị Phi liên quan đến nghệ sĩ Trấn Thành. Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng trước những ồn ào liên quan đến phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành tại họp báo ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. Ngay sau khi được chia sẻ, phát ngôn của nghệ sĩ Trấn Thành đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó có cả những ý kiến đến từ giới nghệ sĩ. Mới đây nhất, giữa Bảo Thị Phi, MC Vân Hugo đã bất ngờ tiết lộ chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Trấn Thành. Theo đó, nữ MC chia sẻ bài viết, kèm theo đó là đoạn tin nhắn của một hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được Trấn Thành giúp đỡ. MC Vân Hugo viết, xưa cùng làm vì bạn xứng đáng. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, Thành vẫn luôn âm thầm giúp họ, cho dù tới tận bây giờ. Những việc tốt không ai biết mà người đó vẫn làm. Thật sự đáng nể. Trong hình ảnh đoạn tin nhắn được nữ MC chia sẻ, Trấn Thành đã hỗ trợ trường hợp khó khăn 10 triệu đồng tiền quà Tết. Không những thế, nam đạo diễn phim Nhà Bà Nữ còn vô cùng tinh tế trong cách nói chuyện, con gửi cô chú thêm 10 triệu, xem như quà Tết con biếu cô ạ. Mong cô mau khỏe nhé. Nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Trấn Thành, người này vui mừng khoe với Vân Hugo, Trấn Thành nó cũng vừa gửi chút quà. Nó vẫn yêu quý chú. Có thể thấy dù không quá ồn ào, khoe trên Facebook hay các mặt báo, song Trấn Thành vẫn âm thầm giúp đỡ những trường hợp khó khăn bằng cách gửi quà, gửi tiền. Liên quan đến ồn ào phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt, hiện phía Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái gì. Tuy nhiên câu chuyện này vẫn đang là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn, hội nhóm showbiz.